Thầy và các bạn thì hôm nay em xin làm video về bài mô phỏng bài 2 lớp đơn chạy theo 5 kỹ khác nhau dùng 3 nút nhấn up down clear để chuyển hướng ngay tức dùng vòng lệnh for để thực hiện và xử lý các nút nhấn bằng ngắt thăm mơ. Thì đầu tiên vào bài thì thầy sẽ tiếp cứng tại phần cứng này, bao gồm IC 18 F4 F4550 4IC 14 C595 này ngoài 34 IC 574 HC573 này là đơn trọn và có thêm ở hôm nay đó là chúng ta sử dụng với giao tiếp với nút nhấn. Thì giới thiệu sơ qua về nút nhấn và cũng như là cái ma trận phím này. Thì điều khiển thì giao tiếp với bốn nút nhấn tương ứng tầng 0, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Thì cái nút nhấn này thì đã được định nghĩa sẵn trong cái thư viện TV Bitkit 2 ạ. Sử dụng bốn cái bit đó là R2, R3, R4 và R5 để giao tiếp với PC. Các tín hiệu này có điện trở kế lên và có led. Khi nhấn thì led sáng ở mức logic 0 và khi không nhấn thì ở mức logic 1 thì cái led này nó sẽ không sáng. Còn sơ lược về cái mặt trận phím này thì sử dụng 4 bit đó là R3, RB2, RB3, RB4, RB5 làm các hàng có điện trở và led kéo lên nguồn 2 bit đó là RB6 và RB7 cùng với IC giải mã 14LX138 để giải mã thành các cái ngõ ra đó là C0, C1, C3. Thì đó là sơ lược về cái mặt trận phím này. Thì chúng ta đi sâu hơn về cái bốn nút nhấn ở đây thì để kiểm tra bốn nút nhấn ở đây thì khi chúng ta bấm nếu mà sáng thì chứng tỏ là cái nút nhấn hoạt động bình thường, còn nếu mà chúng ta bấm mà nó không sáng thì chứng tỏ thì cái nút nhấn của nó bị hư. Thì trước khi chúng ta lập trình thì chúng ta cũng phải kiểm tra phần cứng để tránh sai sót, không phải do lỗi của do cái code của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần code. Phần code em đã chuẩn bị sẵn. Như thường lệ thì chúng ta sẽ khai báo thư viện TV Bitkit 2.1 các biến dùng trong chương trình con và các biến trạng thái, biến đếm. Chúng ta ngắt của thăm mơ 1. Trong ngắt của thăm mơ 1 chúng ta sẽ có 3 chương trình con. Chúng ta sẽ có một chương trình con, chúng ta sẽ có 3 công việc, đó là kiểm tra nút nhấn up, down, clear. Thì ngoài kiểm tra ra thì chúng ta phải chống dội cho nó. Vì sao còn chống dội? Vì các nút này đều thực hiện hơn một chức năng. Và chúng ta để hơn một chức năng để chống dội cho nó hoạt động chính xác. Thì cái chương trình con của chống dội thì đầu tiên chúng ta sẽ vào kiểm tra xem nó có nhấn hay không. Nếu có nhấn thì chúng ta sẽ delay 20 giây, hỏi tiếp coi nó còn nhấn hay không. Nếu còn nhấn thì chúng ta mới tăng biến biến đếm lên. Và chúng ta có 5 trạng thái thôi, nên là nếu mà nó lớn hơn 5 thì chúng ta sẽ cho cái biến trạng thái này bằng 0. While bước up này thì cái là chờ buông nhả phím, khi chưa nhả phím thì chưa làm gì cả, thế khi nhả phím mới làm. Tương tự cho nút down và nút clear. Đây là các chương trình con bao gồm chiếu tắt 3 led, sáng tắt dần 3 led, trái sang phải, phải sang trái và trái sang phải, sáng tắt dần từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài, và cuối cùng đó là sáng dần led. Vẫn là chương trình như cũ, dùng lệnh for. Và một điều đặc biệt hơn thì ở đây chúng ta biết là cái lệnh for thì nó thực hiện từ đầu tới cuối và chúng ta không có thể làm chen ngang
khi mà Ford đang thực hiện, dù cho chúng ta có nhấn nút nhấn hàng chục lần đi nữa, thì do đó sử dụng một cái lệnh, đó là lệnh go to. Cứ mỗi lần sau khi thực hiện xong một lần thì if này sẽ được thực hiện, hỏi xem cái biến trạng thái ứng với cái điều kiện để gọi cái chương trình con này nó có còn đúng hay không. Nếu không còn đúng thì lập tức nó sẽ chọn tới cái exit 4, và exit 4 thì chúng ta có nhiệm vụ thoát ngay cái vòng lặp đó, dù cho nó đang thực hiện xong hay là chưa xong. Thì cái này giúp chúng ta có thể can thiệp vào for bất cứ lúc nào chúng ta muốn, để cho nút nhấn hoạt động ngay tức khi chúng ta nhấn. Và bước vào chương trình chính thì đầu tiên thì chúng ta sẽ setup ECC chốt, khai báo carbon, set timer 1. Ở đây chúng ta dùng xung nội định thời chương 19 trước là 8, set timer 1 ở 3036. Và tại sao set timer 1 ở 3036 thì em đã có làm sẵn đây. Hai giá trị nào thì bằng 2 mũ 16, timer 1 16 bit, trừ cho giá trị định thời là cứ sau vòng mỗi 100 mili giây thì cờ báo ngắt của timer 1 sẽ hoạt động và kiểm tra cái nút nhấn một lần, và trong một giây nó sẽ kiểm tra 10 lần, khá nhanh. Tần số xung thực anh là 20 mê, một chi trước là 8, và giá trị nạp đó là 3036. Và quay true thì chúng ta tiến hành gọi các chương trình ứng với các giá trị của biến trạng thái. Và chúng ta vào chương trình ạ. Chúng ta tiến hành nạp code. Chạy. Đây là trạng thái 0 ạ. Rồi nó up đèn sáng ạ. Mọi người nhấn đèn sáng rất là nút tốt. Cứ nhấn thì nó cứ lên, cho dù đang chạy chúng ta nhấn thì nó vẫn đổi sang cái trạng thái khác. Quay lại cũ. Ok, rất tốt. Và khi mà đang chạy như thế này thì chúng ta nhấn nút clear để quay về trạng thái ban đầu. Và chương trình chạy đúng. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.